mà nó bận tí. Năm nay lại tiếp tục về rất là nhiều áo gió. Và năm nay thì Mega Fashion sẽ có những cái mẫu áo gió dáng dài như thế này, vừa đẹp vừa thời trang mà vẫn rất là che chắn kỹ càng cho mọi người luôn, nếu mọi người đi du lịch hay là đi ra đường. Mẫu áo gió này thì là cái màu hồng, một cái màu rất là dễ mặc, rất là dịu dàng, nữ tính. Và hôm nay thì Phương đã phối với một set đồ bên trong như thế này. Đó, một set đồ với một chiếc áo phông trơn và một chiếc chân váy xếp ly. Chiếc chân váy xếp ly này thì rất là dễ mặc rồi, và nói chung là có thể mặc được cả mùa đông và mùa hè luôn. Còn áo thun mà nó trơn thế này thì nói chung mọi người mix cái gì cũng được. Chiếc áo gió này thì mọi người có thể thấy là cái chất gió của nó rất là cao cấp, nên là khi mà vo hay là sờ thì nó không bị sột soạt, không bị kêu khó chịu. Và đặc biệt là nó khá là dày dặn, nó sẽ che chắn cho mọi người gió này, che bụi này, hay là kể cả mưa phùn thì cũng không có vấn đề gì cả. Điểm nhấn thì ở cái phần cổ, mọi người thấy không? Có những cái đường kẻ nâu rất là xinh như thế này. Còn nếu mà mọi người mặc kéo lên nhá thì nó cũng rất là đẹp. Ví dụ như mọi người ngồi xe máy đúng không, hay là đi du lịch thì mọi người sẽ hay kéo lên để che chắn đúng không. Nó rất là kín đáo và nó cũng bảo vệ hoàn toàn cơ thể chúng ta luôn. Cúc hay là khóa thì đều được làm bằng những cái chất liệu rất là cao cấp. Đó, mọi người thấy không, kỳ xinh luôn. Ok, còn nếu mà mình bỏ ra như này thì nó cũng rất là thời trang. À, chân váy phía dưới nhá mọi người, có hai màu nhá, màu đen và màu nâu. Màu nâu rất là đẹp. Ok, nếu mà mọi người thích cái gì trong những cái món mà Phương đang mặc trên người thì hãy nhanh tay để lại comment nhá. Chắc chắn là mẫu áo gió này sẽ rất là hot hit đấy.